Rồi, ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta tạo ra được 100 sản phẩm trong một ngày trên shop của chúng ta, rất là đơn giản luôn bằng công cụ là Auto Shopee. Nhưng mà trước khi vào á thì mình cung cấp cho bạn một cái file drive này để bạn có thể là down những cái thuộc khung sản phẩm nè. Đó, khung sản phẩm này về ha. Tại thứ nhất như này, nếu như chúng ta search trên Shopee á, mình ví dụ ha. Trên Shopee này nè. Đó thì những sản phẩm nó đều như nhau hết, nhưng mà cái sự khác biệt giữa sản phẩm A và sản phẩm B á, là nó có cái khung này nè. Đó, cái khung thứ nhất á, là nó sẽ giúp cho khách hàng là nó dễ nhận dạng diện được là cái sản phẩm của chúng ta và sản phẩm của người khác. Thứ hai á là nó bắt mắt cho cái sản phẩm của chúng ta nữa, cho nên chúng ta có thể là bán được hàng dễ dàng nếu mà chúng ta sử dụng cái khung này ha. Rồi đó, những cái này là không có khung nè đó, nhưng mà ở dưới bạn thấy không, có những khung là free ship nè đó, thấy không? Đó thì cái cơ hội của chúng ta bán được hàng nó sẽ cao hơn. Ví dụ như đây nó nhan nhản những cái mặt hàng tương tự na ná như nhau, nhưng mà bạn lướt qua lướt lại thì thấy ở đây mình sẽ dừng lại, nó một cái khác biệt đó là có một cái khung như này nè đó, free ship các kiểu ha. Thì đây là những khung mình sẽ cấp cho bạn những khung này ha, mình thích bạn thích cái khung nào thì bạn lấy khung đó. Rồi bây giờ mình sẽ đao một khung về, ví dụ như là mình sẽ đao là chất lượng tuyệt đối, cửa hàng uy tín, mình đao về ha. Rồi ok, khi mà đao về rồi á mình sẽ coi là nó hiện ở đâu, mình sẽ ném ra ngoài desktop luôn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đã có cái khung rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình clone ha. Thì đây là cái shop của cái kho dropship luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi clone. Rồi bạn vào cái chỗ Auto Shopee, mình vào cái chỗ là sản phẩm, mình vào mục là tìm kiếm sản phẩm. Rồi ở chỗ là tìm sản phẩm nè, bạn dán vào đây ha. Rồi bạn kiếm giùm mình, gõ con chuột bên ngoài. Bạn đợi một xíu cái chỗ tìm kiếm này nó sáng lên thì ok ha. Đó, sáng lên. Bấm vào tìm kiếm thì nó sẽ lọc ra trong 100 sản phẩm trong shop này ha. Rồi. Bây giờ một cái lưu ý nhỏ là mỗi một lần mình chỉ cần, xin lỗi, mỗi một lần á là mình đăng khoảng 20 sản phẩm thôi, không nên đăng quá nhiều ha, dưới 20 thôi. Bởi vì là shop mình shop mới, mình đăng quá nhiều á thì nó rất là dễ bị không có duyệt ha. Rồi. Bây giờ bạn muốn thích sản phẩm nào thì bạn đăng sản phẩm đó. Còn không á thì mình sẽ chọn từ đầu tới đuôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cái thôi nha, 10 cái đầu tiên mình đăng tiếp. Rồi. Ok, mình bấm vào là sao chép. Rồi. Lưu ý là bạn kích chuột phải ở chỗ sao chép này nè. Còn bấm là kích chuột trái mở liên kết trong tab mới. Rồi, mình vào đây mình sẽ dán nó ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào mục là đổi lại vị trí ảnh. Rồi sau đó bấm vào là xử lý lại ảnh nè. Mình sẽ chọn là đóng dấu khung ảnh, mình bấm là crowd. Mình sẽ vào cái desktop, mình dán cái khung này vào thì nó sẽ đóng dấu cái khung ảnh như này ha. Mình bấm lưu lại. Rồi, tiếp theo á, cái cân nặng này á thì bạn sẽ vào bạn sửa sau ha. Còn về phần giá này á thì đây là cái giá mặc định của shop này. Đó, giá mặc định của shop này. Thì bạn có thể là tăng hoặc là giảm ha, và phần chiết khấu thì bên shop họ sẽ trao đổi với bạn sau. Ví dụ như mình sẽ tăng cao hơn cái shop này là 20% này để mình ăn chênh lệch là 20%, thì bạn sẽ gõ giùm mình là 120. Đó. Thì nó sẽ nhân, nó nhân lấy 120. Nếu mà bạn gõ 20 á, thì nó chỉ nhân với 20% thôi. Bạn gõ 100 á, thì nó nhân 100 ha, 150. Bây giờ mình sẽ gõ là 120. Đôi khi là cái tool này nó bị lỗi ha. Nếu như mà nó lỗi á, thì mình sẽ có cách để mình chỉ luôn. Bây giờ mình không cần xài cái này nữa, mình sẽ làm thủ công bằng tay ha. Đôi khi nó bị lỗi, mình sẽ chỉ cách này bạn làm lần sau thì nó sẽ dễ hơn. Bấm vào là tạo Excel. Rồi, rất là nhanh chóng nó tạo ra được 10. Lưu ý thì hiện tại thì Shopee nó có chương trình là mình đăng hàng loạt theo một cái form mới, nhưng mà form mới nó bị lỗi lắm thì mình vẫn là đăng form cũ ha. Bấm vào form cũ. Rồi sau đó bạn sẽ vào đây để bạn lấy cái shop, ví dụ như mình dán ngoài desktop để cho nó dễ ha.
mình đổi tên nó là Shopee nè. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái tip để mình chỉ bạn ha, cách để mình tăng giá sản phẩm của mình để mình có lợi nhuận tốt hơn. Và tiếp theo á, tăng hoặc là giảm tùy nha. Thì cái giá này là giá chuẩn của shop ha, thì họ sẽ có mức chiết khấu khác nhau. Thì các bạn có thể là bán cái giá này thì bạn vẫn có thể là lời chiết khấu. Bạn có thể là bán cao hơn thì mình sẽ lãi tốt hơn, hoặc là bạn bán thấp hơn một xíu thì cái chiết khấu mình nhận ít hơn, nhưng mà có thể là có đơn hàng tốt hơn, tùy vào cái chiến lược của mỗi người. Rồi. Bây giờ có một cái tip là ví dụ như mình muốn bán cao hơn cái shop này là 20% đi đúng không? Rồi, ok, bạn mở một cái file sheet tiếp theo. Rồi, bạn sẽ copy cái đoạn này. Mình sẽ bán cao hơn là 20% nha, dán vào đây. Mình ghi là 20% luôn. Là 0.2 á. Ghi nó rõ đi ha. 0.2. Rồi kéo xuống. Thì ở đây mình làm một công thức là mình lại copy cái đoạn này nè, mình dán vào đây ha. Rồi mình lấy công thức là bằng cái này nhân là đè shift với số 8 ha, nhân cái này. Rồi mình enter xuống. Là nó ra là 12.603, nó ghi là 126 à. Đó, 20%. Rồi bây giờ mình sẽ làm công thức nữa là bằng ship bằng ha. Cái bằng lấy cái E này mình cộng với cái F này. Đó thì nó ra cái số tiền mà mình cao hơn 20%, rồi mình copy cái đoạn này. Mình trở về cái ship này để mình dán nó vô. Nếu như mà nó lỗi đúng không? Nếu mà lỗi thì bạn mở cái Word lên, bạn dán cái số nó, rồi bạn copy cái số này lại, mình vẽ cell, mình dán nó. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ví dụ như là cái content của cái title của cái shop này nó là quá đơn điệu. Bây giờ mình sẽ làm để giúp cho khách hàng dễ nhận diện hơn cho cái shop mình, hoặc là chúng ta bán dễ hơn. Ví dụ như là ở đây thì nó để là nước hoa cham gì đó, không có để gì hết đúng không? Rồi bây giờ trước đây mình sẽ ghi là sale, hoặc là cái khung nè, sale giá sốc đó, cắt một cái ha, lưu ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống đây. Rồi bây giờ mình sẽ gộp hai cái ô này lại bằng cách là cũng như công thức ban nãy, bấm bằng rồi chọn là video này, mình bấm dấu và ha, ship 7, rồi bấm vô cái này, rồi nó ghi là sale giá sốc cái này ha. Rồi mình lại tiếp tục copy cái đoạn này, mình vô Word, mình dán vào đây. Đó. Rồi mình sẽ vào ngược lại Excel, mình dán nó về đây. Rồi vào đây mình tắt cái ship này ha. À mình tắt nhầm à. Chờ mình xíu để mình khôi phục lại. Rồi, ok, bây giờ mình đã khôi phục lại là cái title như này ha. Đó, sale giá sốc thì nó sẽ đẹp hơn là cái title cũ đúng không? Rồi, cũng như là cái giá nè, đó mình sẽ nâng giá lên để mình bán mình có lợi nhuận tốt hơn. Rồi, ok, mình bấm là sale. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào cái trang quán bán hàng của mình. Đó, cái shop của mình. Sau đó bạn vào cái mục là dấu chấm ở đây nè, bạn bấm vào đây ha. Sau đó mình sẽ chọn là sản phẩm. Rồi, ok hết ha. Mình bấm vào là công cụ xử lý, bấm là đăng hàng loạt.
Tiếp theo bạn vào cái mục là tải lên biểu mẫu nè. Mình chọn là trở về phiên bản cũ. Ở đây thì nó hỏi là nếu có bất kỳ ý tưởng nào hãy chia sẻ với chúng tôi, bạn cứ gọi là ok đi ha, bấm là hoàn thành. Rồi, tiếp theo mình sẽ tải cái tập tin này lên. Thì lúc nãy mình đã nói rồi á, tại sao mình lại dùng cái bản cũ á, bởi vì cái bản cũ, cái bản mới nó ưa lỗi lắm, cho nên mình xài cái bản cũ đi ha. Còn nếu sau này có cập nhật cái bản mới á mà nó đã fit rồi á, thì mình sẽ hướng dẫn video sau ha. Rồi bấm vào là open. Rồi, ở đây mình sẽ đợi một xíu cho nó tải lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm là lưu tất cả nè. Đó. Rồi. Ở đây thì bạn đợi một xíu cho nó tải tất cả các hình ảnh trên đây. Cho nó tải ha. Đó. Mình đợi khoảng tầm 1 phút 2 phút gì đó. Rồi nếu như bạn đợi hơi lâu á thì bạn hãy là F5 lại xem là nó đã tải xong chưa. Chưa thì mình đợi một xíu nữa nha. Rồi nó đang tải này, mình đợi một xíu nha. Bởi vì cái hình ảnh nó hơi nặng á, cho nên là nó tải hơi lâu, với lại cái tốc độ load của wifi mạng nhà tùy từng người nữa. Cho nên tại sao mình lại nói là không nên copy một lần quá 20, bởi vì quá 20 thì tải nó rất là lâu, mà mình làm rất là lâu, thay vì mình làm khoảng tầm 10 sản phẩm thôi mà mình làm nhiều lần thì nó sẽ nhanh hơn ha. Thì nó cho mình làm một lần 100 sản phẩm lần. Nhưng mà lỡ mà bạn làm 100 sản phẩm là và nó bị lỗi một trong 100 đó thôi, thì mình mất công mình phải chỉnh lại, nó rất là rắc rối. Đó, cho nên mình làm một lần 10 sản phẩm thôi. Thì 100 sản phẩm mình làm 10 lần là xong ha. Rồi mình F5 lại tiếp tục ha. Rồi nó đã up xong nè. Đó, đã copy xong, mình bấm vào là lưu tất cả. Rồi bấm vào lưu tất cả ha. Bấm vào là lưu tất cả. Rồi bấm là đăng tất cả. Thì nó sẽ đăng. Rồi ở đây là những sản phẩm nó đăng nè. Đó. Nó ở trong tình trạng là chờ duyệt ha, thì bạn đợi trong vòng là vài tiếng hoặc là một ngày thì nó duyệt xong ha. Rồi bây giờ để kiểm tra thì mình sẽ vào cái Hùng Vương shop lúc nãy nè. Mình F5 lại. Đó, nó ghi là sản phẩm đã đăng được 10 nè, nhưng mà nó chưa hiện ha. Đó. Đó là xong cái video mà mình hướng dẫn bạn cách đăng là 100 sản phẩm trên đây. Thì để được 100 sản phẩm thì bạn làm như vậy 10 lần ha, đăng 10 lần là nó ra 100 sản phẩm ha. Mình sẽ chọn những sản phẩm tiếp theo, ví dụ như nãy mình đăng từ 1 tới 10 xong thì mình sẽ đăng là từ 11 tới 20. Rồi, ok nha.